mọi người đã quay lại với kênh của Gradient. Mình là Mai, đến từ cửa hàng xe máy An Thanh Phát. Hiện tại thì Mai đang đứng ngay tại quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và số hotline của Mai là 0325 333 789. Bạn nào đang có nhu cầu mua xe và sắp tới thì sẽ mua xe để đón Tết thì cứ liên hệ qua số hotline của Mai để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nha. Rồi, mà hôm nay thì Mai sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng xe mà phù hợp cho các chị em có thể dinh ngay về để đón Tết trong mùa xuân năm nay. Đó là em SH Mod với cái màu sắc rất là rực rỡ và nổi bật, đó là màu xanh ngọc bích ha các bạn. Nếu như bạn nào mà theo hệ phong thủy mà thích những cái màu xanh và phù hợp với những màu xanh thì có thể lựa chọn cho em cái con xe này nhá. Với mức giá bán chỉ từ 59 triệu đồng thì giá này Mai đã bao VAT và không phát sinh một chi phí nào nhá. Mọi người mà muốn mua góp thì thủ tục chỉ cần căn cước công dân gắn chip đủ 18 tuổi, không nợ xấu, và Mai hỗ trợ trả trước cho dòng xe này chỉ từ 10 triệu trở lên là có thể rước xe về ha. Rồi, tiếp tục thì Mai sẽ quay lại gần chi tiết cái màu sơn. Cái màu này là màu 3D. Và gần đây thì có một cái bạn đấy, bạn ấy hỏi là cửa hàng có màu này không, tại vì bạn ấy rất là thích màu này để đón Tết vào mùa xuân năm nay. Thì hiện tại Mai đã sơn lên theo yêu cầu của các bạn ha. Và hiện tại cửa hàng Mai có độ màu sơn theo yêu cầu. Bạn nào mà muốn sơn theo màu này, muốn độ về sơn này, muốn độ 3D thì cứ liên hệ với Mai để được hỗ trợ. Và Mai sẽ độ màu sơn theo sở thích cũng như là theo phong thủy của các bạn luôn ha. Và cái dòng em SH này thì năm nay rất là ưa chuộng luôn, và đặc biệt là SH Mod này, kể cả SH Nam cũng thế, cái giá nó sẽ rẻ hơn so với những ngày năm trước. Và em thấy là mọi người gần Tết thì mọi người đang sở hữu cái em này rất là nhiều. Và hiện tại thì với mức giá bán chỉ từ 59 triệu đồng thôi. Bạn nào đang có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ với Mai để được tư vấn và hỗ trợ. Hiện tại thì cửa hàng Mai có thu xe cũ này, có đổi xe mới. Bạn nào mà thấy xe nhà mình cũ quá rồi mà muốn sở hữu cái xe mới ấy, thì cứ mang xe cũ đến đây Mai sẽ thu và sẽ bán với mức giá rất là ưu đãi cho các bạn cái em xe SH Mod này nhá. Và hiện tại cửa hàng Mai có hỗ trợ ship xe toàn quốc trên 63 tỉnh thành luôn. Bạn nào đang có nhu cầu mua xe thì cứ hãy alo với Mai để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay của Mai nhé. Xin chào.